kỳ vượt sức chẳng cầu. Mọi người nâng lên,
làm tôi người dưới, ai phục vụ người dưới, chính danh người môn đệ thầy. Đừng theo thói gia hình, làm sao có để được vinh, đeo tua áo thêm dài, chọn ngồi nơi nhất xanh vai, thích ghế đầu trên đài, dù mình nào biết đúng sai, vào giá thích người chào đón, dù không đúng danh phận của mình. Danh thầy vì chứng có một mà thôi, trên nơi thế gian này mọi người thân thế giống nhau, chớ thích dùng trên đời gọi về người thế tiếng cha, vì chứng có một mình Chúa là cha đấng đang ngự trên trời. Ai hay nâng mình lên sẽ bị người ta hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được mọi người nâng lên. Ai xưng danh bề trên hay tự làm tôi người dưới, ai phục vụ người dưới, chính danh người môn đệ thầy.